Khi vận hành xe, một số các bác tài vẫn thường quan niệm rằng xe chạy với vòng tua thấp sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng đây không phải là yếu tố tuyệt đối vì nếu chạy với vòng tua thấp không phù hợp với hộp số sẽ khiến cho chiếc xe bị ì, giảm tuổi thọ động cơ và thậm chí là tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn. Để hiểu rõ hơn về điều này, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những chia sẻ sau đây. Xin chào các bạn xem đài của chương trình Xe và Thể thao. Ngày hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục những chia sẻ với các bạn về cách sử dụng xe hiệu quả nhất về mặt nhiên liệu. Thì như các bạn cũng biết là bây giờ trên thị trường chúng ta thì phổ biến hai loại xe với bộ truyền động chính là xe số tự động hoặc là xe số sàn, nó hay gọi tắt là AT và MT. Thì với cả hai loại xe thì cái cách chạy từ tốn và chọn lựa một cái mức vòng tua hợp lý thì đều đem lại cái hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu rất là rõ rệt. Thì đặc biệt ở xe số sàn thì tôi lưu ý các bạn nên cố gắng giữ cái vòng tua máy ở mức khoảng từ 1.500 đến 2.500 vòng phút, thì đó là cái mức mà động cơ có cái hiệu suất cao nhất, cũng là có nghĩa là các bạn tiết kiệm được xăng, tiết kiệm được nhiên liệu nhiều nhất. Một số bác tài hay kháo với nhau rằng việc trả về số 0 và để xe trôi thì là tiết kiệm xăng. Điều này sai lầm ở rất nhiều khía cạnh. Chỉ xét về khía cạnh nhiên liệu thì khi các bạn trả về số 0 và thả trôi, động cơ vẫn phải hoạt động cầm chừng, đặc biệt với những xe thế hệ mới mà phun xăng điện tử thì là lúc đó xe vẫn phải hoạt động, động cơ vẫn phải hoạt động cầm chừng, vẫn phải có một lượng xăng nhất định phun vào để duy trì vòng quay của động cơ, để duy trì bơm trợ lực tay lái, để duy trì máy phát điện, để duy trì máy nén lạnh vân vân. Cho nên xe vẫn tiêu hao một cái lượng nhiên liệu rất là đáng kể. Trong khi nếu các bạn sử dụng sức hãm của động cơ trong những khi mà thả trôi, đổ dốc vân vân thì thứ nhất là an toàn, rất là an toàn, xe các bạn vẫn kiểm soát rất là tốt. Thứ nhì là những cái động cơ mà trang bị mà phun xăng điện tử thế hệ mới thì có những cái mạch cất ấp đường nhiên liệu, tức là lúc đó máy các bạn vẫn quay nhưng mà nhiên liệu không phun vào động cơ nữa. Cho nên là tôi khuyên các bạn số sàn tuyệt đối không bao giờ trả số 0 để mà để thả trôi xe, vừa không tiết kiệm nhiên liệu vừa rất là nguy hiểm, vì lúc đó xe các bạn rất có thể sẽ bị mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Việc mà ép số, tức là để vòng tua máy quá thấp, giống như một số bác tài tự cho là mình đúng rồi vẫn hay làm, tức là ép số ở mức cái vòng tua có thể là dưới 1.000 vòng phút hoặc là chỉ 1.100, 1.200 để mà chạy, thì việc đó cũng không đem lại hiệu quả nhiên liệu, tại vì lúc đó động cơ không đủ điều kiện về bôi trơn, chưa đạt đến cái hiệu suất cao và mô măng lên những cái ổ trục rất là lớn, ma sát rất là lớn, cho nên là cũng không tiết kiệm nhiên liệu, thậm chí là gây giảm tuổi thọ động cơ. Cho nên một lần nữa tôi nhắc lại, một cái động cơ hoạt động tốt thì thường cái vòng tua nó dao động khoảng từ 1.500 đến 2.500 vòng phút, đó là cái mức lý tưởng nhất trong thiết kế cũng như trong sử dụng